Đây là phần sau của một khu vườn mini mà mình được một người bạn rất là thân đang định cư lâu dài ở Mỹ nhờ mình trông coi và quản lý. Hôm nay mình mời các bạn cùng dạo quanh một vòng khu vườn này để chính thức công bố với các bạn về một dự án beta có thể nói là chưa từng có trên thế giới. Đó chính là dự án về một sân chơi beta hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận mà mình đã từng nhắc đến trong phần câu chuyện trên YouTube trước kia. Ở phần này của khu vườn, trong clip giấc mơ về một trại cá beta thì mình dự định sẽ làm một cái trang trại beta mini, nhưng rất tiếc là công việc của mình nó không cho phép nên mình đã trồng cây thay vì nuôi cá. Một số cây mình trồng xuống đây ví dụ như là bưởi nè, xoài nè, chuối nè, hiện giờ đã sống và phát triển tốt. Riêng những cái cây chuối thì đã cho cái mùa trái đầu tiên rồi. Buồng chuối này chắc là kịp Tết đây. Còn cái buồng chuối bên này nhìn đã hơn, nhưng mà nó đã chín mất rồi. Những cái trái chín đầu tiên này ở quê mình gọi là chín bói nè. Chuối cỡ này thì mình buộc phải thu hoạch rồi. Nhìn cái quả chuối nó mập rất là đã, và chuối này có lẽ là rất ngon bởi vì nó nứt ra thôi mà mình nghe cái mùi nó rất là thơm. Những buồng chuối này rất nặng cho nên là nó quằn cái cây luôn, nếu như mình không chống là nó đã gãy mất tiêu. Ở đằng kia mình có một cái buồng chuối bị gãy luôn kìa. Đây, nó nặng quá cho nên là nó gãy luôn. Phần cuối khu vườn thì mình trồng một số cái rau như là bột ngót Nhật nè, rồi rau quế, rau thơm các kiểu, ớt nữa. Cây mít này thì nó đã hơn 10 năm rồi, rất là xanh tốt và như các bạn thấy nè, trái lúc liễu, nhìn rất là đẹp. Rất đáng tiếc là cái cây mít này nó không có được ngon cho lắm, cho nên là chỉ hái mít non là chín thôi, đợi chín thì ăn nó không ra hồn vía gì. Phần trước của khu vườn là những cây xoài. Xoài hiện giờ một số cây đang ra bông, một số cây thì cho trái rồi. Và cái phần trước này là phần quan trọng đây. Dưới bóng mát của những cái cây xoài này sẽ là nơi anh em hội họp và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đây. Hiện giờ gần 12 giờ trưa rồi, rất là nắng, nhưng mà nhờ những cái bóng cây này cho nên khu vực này rất là mát. Hiện tại mình đã làm sẵn những cái bàn. Có một trái mít mình hái sẵn đem vô đây chính rồi nè. Mình để sẵn những cái bàn này. Và có một số cái ghế nhựa, cộng với những cái ghế đá này thì khu vực này có thể tập trung được khoảng 40-50 anh em. Còn đây là hồ cá mà mình sẽ nuôi những cái con cá, có thể nói là rộng cá thôi, để chờ anh em đến lấy. Kết hợp với mình trồng rong với bèo nè. Thêm bên đây hai cái hồ nữa. Cái khu vực để trống ở đây sẽ là nơi đậu xe. Với diện tích này thì có thể đậu được 450 chiếc xe đây. Ngôi nhà nhỏ lúc trước mình dự kiến sẽ làm cái quán cà phê mini để phục vụ anh em. Hiện giờ mình đã bỏ ý định đó, mình sẽ làm cái nơi nghỉ ngơi khi mình lên đây. Tiêu chí của mình khi làm cái sân chơi này là hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận, cho nên là mình không có muốn dính dáng bất cứ cái gì đến mua bán cả. Anh em đến đây giao lưu, mình sẽ mời anh em trà đá. Anh em nào có nhu cầu về các cái loại nước giải khát khác thì có thể mua ở bên ngoài đem vô. Quan trọng nhất là cái khu vực này đó các bạn, một cái nơi hội họp rất là lý tưởng. Phía trước này là hòn Đông Bộ và một số cái cây nè, nhìn cái khung cảnh nó rất là thông thoáng. Rồi,
Như vậy là mình đã quay cho các bạn xem toàn cảnh khu vườn, là cái nơi mà mình sẽ làm cái dự án gọi là sân chơi beta miễn phí và phi lợi nhuận cho bất cứ anh em nào có nhà ý muốn đến tham quan và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Đây là góc nhìn tổng quan của khu vườn từ bên ngoài, chính là địa điểm mà mình đã tổ chức liên tiếp các kỳ beta pre 4, 5, 6, 7 và 8. Địa chỉ của địa điểm này, các bạn chịu khó xem lại một trong các clip beta pre 4 hoặc 5 hoặc 6, mình đều đã có chỉ dẫn đường đi rất là chi tiết rồi. Giờ mình sẽ đi thu hoạch cái buồng chuối đầu tiên. Và mình kết thúc clip ở đây. Phần chi tiết của sân chơi beta phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí, các bạn xem ở phần sau của clip này nha. Buồng chuối này phải dùng tới hai cái cây trống nè. Có mấy chục ký ta? Bỏ coi chân rớt. Một buồng chuối quá đã luôn. Con nổi không? À, khoảng 60 kg. Con nổi, con nổi chặt nhỏ ra. Đỡ. Hay dùng lấy cái dao kia nữa. Cắt.